Sau 5 mùa phát sóng thành công vang dội, đặc biệt là sự góp mặt của Minh Tú đại diện Việt Nam vào top 3 chung cuộc, Á quân mùa thi thứ 5 khiến Asia's Next Top Model được săn đón nhiều hơn tại Việt Nam trong thời gian qua. Asia's Next Top Model 2018 được săn đón nhiều hơn tại Việt Nam trong thời gian qua khi có sự xuất hiện của Á quân mùa 5, siêu mẫu Minh Tú. Tuy vai trò chưa được hé lộ, nhưng theo những lời đồn đoán và hình ảnh rò rỉ trên mạng, Minh Tú sẽ trở thành huấn luyện viên hoặc cố vấn, mentor cho mùa 6. Nói về lý do tham gia cuộc thi Asia's Next Top Model 2018, Minh Tú chia sẻ cô vô tình nhận được lời mời casting từ ban tổ chức Asia's Next Top Model. Cô đã cân nhắc khá lâu nhưng sau đó quyết định chọn cơ hội này thay vì ước mơ tham gia thi Hoa hậu như đã tiết lộ trước đó. Để thông qua cuộc thi, cô đã phải mất 3 tháng tham gia casting và cạnh tranh với rất nhiều cựu thí sinh của chương trình. Mặc dù ngôn ngữ còn nhiều hạn chế nhưng Minh Tú đã ký kết đảm bảo sẽ khắc phục điểm yếu này và nhanh chóng trau dồi cấp tốc để đảm bảo thuận lợi tham gia chương trình. Asia's Next Top Model năm nay sẽ có một màu sắc rất mới. Ban tổ chức không chỉ tập trung vào kịch tính mà còn tập trung rất nhiều vào kỹ năng chuyên môn. Chương trình năm nay thậm chí còn quay ở một đất nước khác. Đối với siêu mẫu, đây là đam mê, cũng là cơ hội xuất hiện tại một sân chơi mang tầm quốc tế, phổ biến hình ảnh của mình rộng ra hơn ở khu vực châu Á. Khi được hỏi về đại diện Việt Nam năm nay, Jima Thanh Vi, Minh Tú không nhận xét nhiều vì chưa bao giờ tiếp xúc. Tuy nhiên, Tú cho rằng rất nhiều người mẫu tiềm năng casting nhưng không được chọn mà Thanh Vi lại được thì chắc chắn cô ấy sẽ có những điểm mạnh cho riêng mình. Thanh Vi có thể là thí sinh nhỏ nhất năm nay nhưng năm ngoái, cô gái nhỏ nhất lại trở thành quán quân nên không có gì là không thể, nhiều khi Vi cũng có thể trở thành quán quân. So sánh giữa sâu thực tế trong nước và nước ngoài, Minh Tú cũng không ngại thẳng thắn. Tôi nói thế này thì sợ người Việt Nam buồn nhưng sự thật là việc tổ chức ở nước ngoài họ chuyên nghiệp hơn nhiều. Họ có sự đầu tư, giờ rất theo khuôn khổ, ví dụ như một tiếng quay ở địa điểm này thì chắc chắn chỉ quay đúng một tiếng, không hơn không kém. Ở Việt Nam thì lố một chút cũng được nhưng ở bên kia, lố giờ người ta sẽ tính thêm tiền, từ nhân viên make-up hay âm thanh ánh sáng. Tôi cảm thấy họ làm việc rất đúng giờ, ít khi nào chê lắm. Tuy nhiên cô cũng tiết lộ thêm, ở Việt Nam, mọi người làm việc với tinh thần cần cù và còn hỗ trợ nhau trong khi ở nước ngoài, ai làm việc nấy, không ai giúp ai và đúng giờ thì tất cả đều dừng lại. Asia's Next Top Model mùa 6 sẽ phát sóng từ tháng 8 năm 2018 trên kênh truyền hình FOX Live. Dung Mát.